Xin chào tất cả bạn banner của bên Network nha. Thì hôm nay Thành sẽ cập nhật cái thông tin vui về bên Network nha. Thì cái hai ba bữa nay thì có rất nhiều bạn đăng lên trên các trang mạng về chữ X bí ẩn về của ông Elon Musk có liên quan tới Nikola hay không nha các bạn. Thì đây có một bạn đã đăng bài viết như thế này: chữ X bí ẩn start nơi ươm mầm nhân tài của tiến sĩ Nikola cày trên cày phim tiên tri The Simple. Thôi anh em, USDT sẽ thay thế USD ETH về sẽ chạy trên thuật toán Seedless để thanh toán xuyên biên giới, được tổ chức cứu trợ không không biên giới tin dùng. Bitcoin sẽ được làm phương tiện thanh toán về liên kết với Bi đến các sàn giao dịch siêu hệ sinh thái liên kết giao blockchain toàn cầu. XRP có lẽ sẽ là cầu nối đến các banking. Thì trong cái hình ảnh của bạn này chia sẻ thì có hình ông Nicolas đây nha. Đây, hình Nicolas với đội ngũ của Nicolas có gạch chéo tay V chữ S về Olmos cũng vậy. Thì theo thông tin của Thành á thì cái chữ X này nó là cái thay đổi hình ảnh đại diện của Twitter thôi nha các bạn. Đó. Thì cũng các bạn cứ lan tỏa như vậy thì cũng thấy vui thôi đó, nhưng mà Thành đính chính lại là cái này là cái hình ảnh thay đổi ở trên Twitter thôi đó, hình đại diện của Twitter của ông Elon Musk thôi, chứ còn nếu mà liên quan tới Bi thì chưa nắm rõ được nha các bạn. Nếu mà thật sự nó liên quan tới Bi thì rất là tuyệt vời nha đó, còn các bạn đừng có nhầm lẫn là chữ X mà nó liên quan tới Bi đó, thì có khi là một số hình ảnh nó bị trùng khớp thôi nha các bạn đó, chứ còn liên quan tới Bi thì chưa thấy được. Các bạn thấy chia sẻ của Thành hay cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.